với cộng đoàn. Chúng ta ước mong là chị em Ba Lan ở đây cũng như ở tại Đàm Viên Xuân Sơn sẽ tận dụng tất cả những yếu tố có được của đời sống để trau dồi để sống tu trì phan sinh là và phải săn tín và làm điều đó vì biết rằng chúng ta chỉ có thể góp phần xây dựng góp phần cứu độ thế giới nếu chúng ta sống đúng ơn gọi của chúng ta. Xin chúc mừng đặc biệt cho đại diện trên và tất cả chị em. Bởi vì thấy tất cả mọi người vẫn đang quý mến mình như thế này. Nhưng mà cũng phải thấy rằng đây là một cái sự thôi thúc mình sống đời loạn một cách nghiêm túc hơn, một cách quảng đại hơn. Giờ đây để chúng ta xứng đáng từ hành thánh lễ này, chúng ta thống nhận mọi lỗi lầm vô số và sự